cả quý vị đến với sự kiện ra mắt thương hiệu BYD tại Việt Nam. Tầm nhìn công nghệ, dẫn lối con đường chúng ta đi. BYD, lộ hụ Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi đã đưa ra 3 sản phẩm điện tử được chào đón nhiều nhất trong chương trình điện tử chính thức. Và ngay bây giờ, ladies and gentlemen, and now, 3, 2, 1, xin mời! Thưa quý vị, ông Võ Minh Lực, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô BYD Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng với các nhà đầu tư, nhà phân phối để mà chúng ta hoàn thiện giấc mơ về hệ thống network cũng như giấc mơ của BYD tại thị trường Việt Nam.